Đó, sướng mày thì khổ tao. Tao nói mày cứ không chịu thôi, ngày nào cũng đòi. Ôi bác sĩ, cứu em đấy. Ở cái nhà này, để im tôi còn làm việc. Bác sĩ ơi, cứu em với. Ủa, mày sướng mày thì khổ tao. Cô cũng sướng chứ có phải mình tôi đâu. Thôi, cô nghỉ mệt đi. Chả lát nữa mà không có sức giật đẻ đâu. Em phải đánh nó. Đánh nó thì mới hết đau. Phải đánh nó mới được. Mày hả? Anh, vô mua tắc gì pha nước uống anh. Cái này bán sao chị? Sao nhỏ vậy trời? Trời ơi, to như quả cam như thế này vẫn còn bảo nhỏ hả? Thôi, để tôi đi qua coi hàng khác. Thôi đi bà, thôi bà, quất em đi bà, em lấy giá rẻ cho. Nè cái bà kia, giữa ban ngày ban mặt bà nói cái gì kỳ cục vậy? Từng tuổi này mà còn không biết lượng sức mình, làm bậy làm bạ là tôi báo công an bắt bà liền bây giờ. Này này, cái con dở hơi này, mày ăn nói hồ đồ gì đấy? Tao buôn bán đàng hoàng này cơ mà. Chứ bà bán cái gì? Thôi em, tao bán quất đây. Đây là bác Lương, chị gái của mẹ em. Dạ, chào chị. Tôi là chị mẹ nó, cậu phải gọi tôi bằng bác. Cậu gọi là thế thì hóa ra tôi là em mẹ nó à? Bác. Dạ, chào bác. Bạn trai cậu đến chơi à? Đây là anh của mẹ em. Dạ, dạ chào cậu. Ô, cái thằng này lâu. Tao là anh mẹ mày chứ đâu phải là em mẹ mày đâu mà kêu bằng cậu. Phải gọi là bác chứ. Dạ, dạ chào bác. Đồ ngu, đồ ăn hại, cút mẹ mày đi. Lúc mới yêu. Em ăn đi. Thôi ăn đi, em không ăn đâu. Trời ơi, anh nói em ăn đi mà. Em không ăn. Trời ơi, ăn đi mà. Và hiện tại. Hồi mới quen nhau ấy thì lúc nào anh cũng gấp cho tôi hết. Thế mà bây giờ có bao nhiêu thì đổ hết vào mõm ấy. Đúng. Thế tại sao giờ lấy nhau rồi lại không gấp cho tôi miếng nào nữa? Phải theo thời thế em ơi. Thời thế là sao? Hồi mới yêu nhau á, anh gấp cho em 4 miếng á, kiểu gì em cũng gấp lại cho anh 2-3 miếng. Giờ anh gấp cho em á, miếng nào hết miếng nấy. Sao gấp được? Quá chuẩn luôn. Ê Đông, mày sợ nhất điều gì khi đi chơi với bồ? Tao cực kỳ sợ đang đi chơi với bồ mà gặp trời mưa. Sợ thôi chứ làm gì tới nỗi cực kỳ sợ mày. Thử lúc đó mày tóc vô chú mưa ngay quán ăn, hoặc là xếp thời trang coi thấy cảnh mày không. Cái này sợ thiệt các mày. Alo. Này, hôm qua ông chồng răng giả bên tôi. Ông trả 200 đô. Ngay tôi ra ngân hàng người ta nói tiền giả đấy. Hả? Ông quay lại trả ngay tiền thật cho tôi đi. Bà chồng răng giả cho tôi thì tôi cũng phải trả tiền giả cho bà chứ. Này. Học trò trong tiết sinh học. Hương, theo em uống nhiều nước tốt hay là xấu? Đương nhiên uống nước là tốt thôi cô. Giỏi. Vậy thì Hương có thể nói cho các bạn biết là tại sao chúng ta phải uống nước không? Vì chúng ta không thể ăn nước thôi cô. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhé.